Rồi, chào các bạn, mình đang ở showroom VinFast ở góc đường Bạch Đằng và Lê Quang Định tại quận Bình Thạnh. Thì trong showroom cũng có rất là nhiều xe ha, gồm cả những chiếc xe hơi như là Fadil hay là Lux A2.0 hay thậm chí là chiếc VinFast President. Nhưng mà hôm nay á, chúng ta sẽ không đến để xem những cái chiếc xe hơi mà chúng ta sẽ đến xem một cái mảng khác của VinFast, đó chính là những chiếc mẫu xe máy điện. Thì sau lưng mình đây chính là chiếc VinFast Theon cũng như bên cạnh là chiếc VinFast Felix. Đây là những chiếc xe điện mà mình đã từng review cho các bạn cách đây khoảng 1 năm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một mẫu xe máy điện mới hơn, đó chính là mẫu VinFast Vento. Và nó sẽ ở bên kia của showroom mà chúng ta bây giờ sẽ qua nhận chiếc xe của mình ha. Rồi, và đây chính là những chiếc VinFast Vento đang ở showroom ha các bạn. Và tất cả 3 chiếc đều có màu xanh ngọc, cho nên mình không thể nào review cho các bạn xem được những cái màu sắc khác. Nhưng mà màu xanh ngọc thì cơ bản đối với mình là một trong những cái màu sắc đẹp nhất của chiếc VinFast Vento này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên xe, đưa ra ngoài và đi về. Trong quá trình đi về thì mình sẽ nói lên cảm nhận ban đầu của mình về chiếc xe VinFast Vento này nhé. Ok, chào các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ 3 sau khi mình mượn được chiếc Vento tại showroom. Thì mình đã dùng chiếc Vento này để thay cho chiếc xe của mình. Và mình đã chạy hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày, sử dụng y như một chiếc xe mà mình đã mua. Và trước tiên thì mình sẽ đánh giá trước về vẻ bề ngoài ha. Thì nói chung là đa số những cái video trên YouTube nó đã đánh giá sẵn về vẻ bề ngoài khá nhiều, nhưng mình sẽ nói vẻ bề ngoài theo những cái góc nhìn của mình ha, để cho các bạn thấy được là một cái góc nhìn khách quan hơn về chiếc xe VinFast Vento này. Thì đầu tiên là đối với cá nhân mình ấy, thì cái cách đây một năm thì mình đã đánh giá chiếc VinFast Theon. Thì đối với mình, chiếc Theon nó đánh vào những cái đối tượng mà đang sở hữu những chiếc SH. Thì đối với mình thì chiếc VinFast Vento này nó sẽ đánh vào những đối tượng sở hữu những chiếc Vespa, hoặc là đang cân nhắc mua một chiếc Vespa nhưng lại thích một chiếc xe điện hơn với những cái màu sắc và phong cách mới lạ hơn. Thì VinFast Vento sử dụng cái màu nâu phối hợp với những cái màu sắc tươi tắn rất là trẻ trung, vừa sang trọng mà vừa trẻ trung các bạn ạ. Cho nên nó vừa phù hợp với những người gọi là có chút lớn tuổi, cũng như là phù hợp với những cái bạn trẻ năng động mà thích những cái chiếc xe sang trọng và có rất nhiều màu sắc phù hợp với lại mỗi người chúng ta, đúng không? Cho nên nhưng mà mình lại không thể nào review cho bạn những cái màu sắc khác, tại vì hôm mình tới showroom thì nó chỉ có mỗi màu xanh ngọc thôi. Cho nên bây giờ là mình thấy ngoài đường ai cũng chạy xanh ngọc hết. Thì tiếp theo là cái phần mặt trước á, thì đối với mình là nó chưa sang cho lắm các bạn ạ. Mình vẫn chưa hài lòng về cái phần cái mặt trước của chiếc Vento này. Tuy nhiên là đối với cái thiết kế mà nó giống với Vespa ấy thì có vẻ là nó cũng hơi giống. Rồi, thì phần phía dưới nó sẽ có hai cái dải đèn hai bên nha các bạn. Thì ở giữa nó sẽ là hai cái đèn xi nhan. Thì hai đèn xi nhan nó có cái hiệu ứng chạy luôn các bạn ạ. Có hiệu ứng chạy sẵn, không cần phải mod hoặc phải độ mấy cái xi nhan Spirit Beat gì đó, cho nên khá là hay. Và cái viền xung quanh á thì nó sẽ là đèn daylight để các bạn mở lên và đi vào ban ngày. Cụm đèn pha và đèn code thì nó sẽ nằm ở phía trên luôn ha các bạn. Và nó sẽ là hình ngũ giác và cái bi cầu, nó sẽ có cái bi cầu nằm ở giữa. Thì cái bi cầu này thì nó lại là đèn code các bạn ạ. Còn khi các bạn bật đèn pha nó sẽ bật thêm 5 bóng led ở 5 cái góc của cái ngũ giác thì tạo thành một cái bóng đèn pha. Và thật sự là cái đèn code và cái đèn pha này á, mình thấy là cực kỳ sáng luôn các bạn ạ. Cho nên các bạn đi đường rất là thoải mái, không cần phải lo lắng khi mà đi đêm. Là về mặt màn hình á thì mình thấy chưa hài lòng lắm đối với cá nhân mình, tại vì mình thấy mặt màn hình là họ xài lại luôn nguyên cái khung cụm đồng hồ Odo của chiếc Theon, mà trong khi với chiếc Theon thì nó thiết kế theo kiểu là tương lai hơn, tương lai và robot góc cạnh hơn. Trong khi chiếc Vento này á, thì nó thiết kế sang trọng và lịch lãm hơn, nên mình nghĩ rằng là nên thiết kế lại cái mặt đồng hồ này theo hướng sang trọng và lịch lãm hơn, làm cho nó phù hợp với cái thiết kế của chiếc Vento này. Và cái cụm xi nhan cũng như là cái cụm kèn á, bên tay trái các bạn ạ, đối với mình á, là nó khá là xa và dài, nó cách cái tay cầm mình khá là xa. Cho nên khi mà lần đầu cũng như là nhiều lần sau mà mình thử bấm xi nhan hay là mình thử bấm kèn á, thì nó hơi dài, mình phải hơi vươn tay vào. Ngoài ra thì cái bao tay này đối với cá nhân mình là một cái người có dáng người cũng không phải là nhỏ nhắn gì, cho nên thành ra là khi mà mình lái xe á, mình giữ cái khoảng cách tay lái khá là rộng, cho nên khi mà mình cầm á, thì mình sẽ phải cầm lố ra ngoài một chút nha các bạn. Cho nên với cái bao tay này nó có cái vành ở cái phía ngoài này á, thì khi mà mình lái qua một thời gian dài á, qua nhiều những cái chỗ sóc và rung á, thì mình sẽ bị đau cái phần tay ngoài. Và ngoài ra á, thì cái động cơ điện nó cũng không có như động cơ xăng, nó sẽ không có rung, nó không có rung như là động cơ xăng các bạn, cho nên chạy rất là êm, rất là thoải mái. Mình đã thử ngồi khoảng tầm 1 tiếng liên tục, mình chạy lòng vòng quanh thành phố, chạy qua nhiều cái đường sóc cũng như là đường bằng thì mình hoàn toàn không bị ê mông các bạn ạ, cho nên ngồi rất là sướng, rất là thoải mái luôn. Đó là một trong những cái điểm ưu điểm rất là lớn của những chiếc xe điện. Rồi cái phần phía sau. Cái phần phía sau đây thì cụm đèn xi nhan và cụm đèn đuôi đó các bạn. Đèn xi nhan nó sẽ làm tuốt lên phía trên như thế này. Đây, nhưng mà cái cụm đèn phía sau, xi nhan phía sau nó lại không có cái hiệu ứng dạy mà nó chỉ chớp bình thường thôi. Còn cụm đèn phía sau thì nó sẽ có một cái đèn đêm cũng như là một cái đèn thắng ở giữa, tạo thành hình chữ V. Nó tạo ra một cái logo VinFast rất là
rất là đặc trưng của những cái dòng xe VinFast ha. Rồi, đối với cá nhân mình thì cái cụm đèn đuôi cũng như là cái cụm thiết kế đuôi của chiếc VinFast Bento cực kỳ hài lòng đối với mình luôn, mình không có cái gì chê vào cái cụm đuôi cả. Rồi, bây giờ là mình sẽ nói về những cái vấn đề trong quá trình vận hành của mình nha. Thì đầu tiên là chiếc xe này á tạo cái cảm giác chạy rất là lướt các bạn ạ. Đối với một cái động cơ điện á thì các bạn cũng hiểu, nếu bạn hiểu nguyên tắc cơ bản thì là mô men xoắn nó sẽ cố định ở mọi tốc độ. Bạn vặn là mô men xoắn nó đạt mức tối đa luôn, nó không có chậm chậm và lên từ từ như là động cơ xăng. Cho nên thành ra là khi mà các bạn chạy trong phố á, nó chạy rất là bay, rất là sướng, các bạn vặn một cái là nó đi liền. Về dung lượng pin thì mình chạy á thì sau khi mình chạy khoảng được 3 ngày, mình chạy Odo là bây giờ đang là Odo bây giờ đang là 66,5 km thì mình đã sạc khoảng 3 lần và nó có mỗi lần hai lần là xuống 85% và một lần là xuống 60%. Mình đã thử sạc coi là nó nhanh hay lâu các bạn, thì cơ bản là nó sạc cũng không lâu lắm với cái bộ sạc đi kèm. Và mình thấy là với cái dung lượng pin mà hãng công bố thì có vẻ nó cũng đúng, tại vì mình chạy khoảng 66,5 km thì mình chạy hết khoảng 30-40 là khoảng tầm 70%, thì còn khoảng 30% nữa. Rồi do mình cũng chạy mix, mình chạy kẹt xe, mình chạy đi đường khá là nhiều, cho nên thành ra là mình thấy dung lượng pin cũng khá là gần với cái mức mà nhà sản xuất công bố. Rồi thì cái điểm mà mình thấy nữa đó chính là cái bộ thắng các bạn ạ, bộ phanh với lại bộ ABS của Continental. Cái bộ ABS của Continental này á, nó hoạt động rất là tốt, rất là chính xác, nó không có hoạt động quá sớm, nó cũng không kích hoạt quá trễ, nó tạo cảm giác an toàn khi bạn thắng và bạn chạy nhanh á, các bạn chạy ở tốc độ 50-60 km/h luôn, các bạn thắng lại á, nó vẫn thắng ở trong cái khoảng cách rất là an toàn ha. Mình đi đường mình gặp những chiếc xe hơi nó tắt ra rất là gấp và mình thắng lại, mình cảm giác như là mình có thể điều khiển được chiếc xe này hoàn toàn. Với cái trọng lượng 117kg thì nó rất là dễ điều khiển các bạn ạ. Chưa kể là trọng tâm cao á, chiếc xe rất là lanh, mình đi ngoài đường á nó nằm theo cái chuyển động của mình luôn, mình lái đi đâu là nó sẽ nghiêng theo đó, nó rất là dễ lái luôn. Còn đối với chị em phụ nữ thì mình nghĩ là cái trọng tâm cao này á, đối với cái khả năng nghiêng này thì họ sẽ hơi sợ một tí đối với một số chị em phụ nữ. Cho nên sau khi mà người mua về á thì có lẽ là các chị em sẽ phải tập một chút để cho quen với cái cảm giác này. Còn nếu mà quen được rồi á thì mình nghĩ là ok thôi. Rồi, có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý khi mà chạy xe điện, đặc biệt là khi các bạn lên dốc. Nếu mà các bạn lên dốc thì các bạn buộc phải dùng thắng để các bạn giữ xe đứng ở trên dốc hoặc là nhích đi chậm. Nếu như mà các bạn dùng lực máy, các bạn không buông thắng mà dùng lực máy để các bạn giữ xe mà xe nó sẽ không chạy ấy, thì một lúc xíu nó sẽ cắt máy luôn. Đó, phải không? Nó sẽ tụt xuống luôn. Thì khi đó nó sẽ làm cho cái nguy hiểm cho người phía sau cũng như nguy hiểm cho bản thân mình. Thì đối với các bạn có thể các bạn gọi nó là lỗi, nhưng đối với mình á thì nó gọi là tính năng, nó là một tính năng dùng giúp giữ bảo vệ cái motor điện, tại vì nó là motor điện, nếu mà nó không chạy khi mà được nạp điện vào á nó sẽ gây lỗi cho motor, nên thành ra là nó phải có cái tính năng này để bảo vệ motor. Nhưng mà các bạn làm quen được với nó thì các bạn có thể dừng trên dốc và bóp thắng, thì các bạn nhả thắng ra, các bạn kéo máy ngay thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu các bạn nhìn cái đoạn video mà mình chạy test trên đường á thì các bạn thấy là mình dừng ngay một cái dốc cầu, một cái dốc ngay cầu của cái đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Sa đó các bạn. Thì mình có gặp một chị chạy chiếc Clara S các bạn ạ, một chị Ninja Clara S. Thì mình thấy chị chạy rất là bình thường và chị đứng thẳng ngay trên cái dốc cầu đó cũng rất là ok, không có vấn đề gì. Nghĩa là mình nghĩ là khi mà bạn chạy quen với những chiếc xe điện này rồi á thì mình nghĩ là các bạn gần như chạy như một chiếc xe máy thôi, nó cũng không khác gì đâu, mà có nhiều thứ nó còn cảm giác dễ dàng và thoải mái hơn. Rồi, nãy giờ mình đã nói rất là nhiều lời khen về chiếc Vento ha, bây giờ mình chê ha. Thì đầu tiên là cái gác chân sau. Thì đối với mình là cái gác chân sau này á nó không có vấn đề gì, nhưng mà cái phần phía trên vậy, cái phần dựa tam giác này nè, nó gần như không được bảo vệ gì cả. Nó là một cái phần dàn áo được sơn y hệt như cái phần phía trên thôi. Và khi mà mình để cho những người thân mình hoặc là những người bạn thử ngồi lên phía sau á thì họ sẽ đạp trúng cái phần dựa này trước khi họ đạp vào cái gác chân, cho nên thành ra là mình thấy là sau một thời gian nó sẽ chạy cái khoảng này, nó sẽ chạy cái phần tam giác này rất là nhiều. Thì các bạn có thể khắc phục bằng cách các bạn dán BBF hay gì đó, nhưng mà mình nghĩ là nhà sản xuất nên làm cái phần nhựa này lại một chút xíu để cho khắc phục được cái điểm yếu này. Tiếp theo thì là do trọng tâm cao và cái máy side motor các bạn nó nằm ở gần phía sau, cho nên các bạn sẽ dắt xe nó sẽ hơi nặng cái đít xe một tí. Đối với chị em phụ nữ thì có lẽ cái việc dắt xe hơi nặng đít xe nó sẽ là không dễ chịu lắm, nhưng mà cái tay dắt á thì nó lại làm tròn đều và rất là dễ dắt. Rồi, một điểm yếu nữa mà mình muốn chê về chiếc VinFast Vento này đó chính là cốp xe các bạn ạ. Cốp xe thật sự là rất là nhỏ. Có lẽ là các bạn, nếu mà các bạn sắp xếp, các bạn là người gọn gàng thì các bạn có thể ráng nhét được một cái giỏ nhỏ, một cái áo khoác, một cái váy chống nắng hay là một cái nón 1/2. Các bạn có thể nhét tất cả mọi thứ này vô. Nhưng mà các bạn phải sắp xếp rất là nhiều để cho nó gọn ghẽ. Còn thật sự để không có thoải mái ra lắm.
Cho nên thực sự là do nó là xe điện cho nên một nửa cái khoang học này nó đã chứa hai cục pin nữa các bạn ạ. Hai cục pin rất là to cho nên thành ra là cái này là một điểm mà chấp nhận thôi. Mà mình thấy á, là có một số bạn thì bạn thật sự là không có quá là bừa bộn hoặc là không có để quá là nhiều đồ trong xe. Thành ra là mình nghĩ là đối với vẫn có những cái đối tượng rất là thích những chiếc xe gọn nhẹ như thế này. Và cái cốp này có lẽ là vẫn đủ đối với một số người ha. Và chi phí bảo hành, bảo dưỡng cũng như là bảo trì trong quá trình sử dụng VinFast Vento thì mình sẽ nói tổng thể qua. Thì đầu tiên động cơ điện các bạn sẽ gần như là không cần thay nhớt hay là thay nước mát định kỳ 1.000, 1.500 cây, 2.000 cây như một chiếc xe tay ga, một chiếc xe máy như bình thường. Cho nên những cái bước bảo trì bảo dưỡng này các bạn gần như là đỡ phải tốn chi phí cũng như là đỡ tốn thời gian để đi. Ngoài ra thì nếu các bạn sợ là chi phí thuê pin hay là chi phí sạc nó cao thì mình cũng sẽ tính toán luôn sơ luôn cho các bạn nghe ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có hai gói thuê pin. Đầu tiên là nếu các bạn chạy trong nội thành và các bạn chỉ chạy một tháng khoảng tầm dao động khoảng tầm 500 km á, thì các bạn có thể thuê một cái gói pin là dưới 500 km của VinFast. Nó có giá là 199.000 một tháng. Và giá tiền để sạc pin thì mình sẽ tính sơ các bạn luôn. Đầu tiên là với hai khối pin, với hai cell pin lithium ion có thông số là 50.4V và 24.8Ah thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 49.6Ah tổng cộng và 50.4V. Thì chúng ta sẽ sạc mất khoảng tầm 2.5kW điện để sạc đầy pin. Thì 2.5kW là khoảng tầm mình cho tính thoải mái luôn với mức điện bậc 5, bậc 6 luôn. Thì là khoảng tầm 8.000 đồng nữa các bạn cho một lần sạc để đi được khoảng tầm 100-110km như nhà sản xuất công bố. Cho nên nếu như mà các bạn sạc cho 500km thì các bạn coi như là sạc 5 lần đi cho là mỗi lần 100km đi. Thì các bạn mỗi tháng chỉ tốn khoảng tầm 40.000 đồng cho quá trình sạc để đi được 500km mà thôi. Và 199.000 tiền thuê pin coi như là 200.000 đi thì tổng cộng là các bạn sẽ tốn khoảng 240.000 đồng cho một tháng 500km di chuyển. Thì với nếu như với cái giá xăng mà đang hiện tại đang là hơn 26.000 đồng một lít á, thì mình nghĩ là giá xăng nó chắc chắn một tháng các bạn đi 500km chắc chắn nó sẽ hơn cái giá tiền mà các bạn vận hành một chiếc xe điện như là VinFast Vento này. Cho nên thành ra là các bạn hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng về cái quá trình vận hành, cái giá tiền sạc, cái giá tiền thuê pin cũng như là cái việc phải bảo trì, bảo dưỡng thay nhớt, thay nước mát. Đương nhiên là các bạn cho chắc ăn thì các bạn định kỳ vài tháng các bạn vẫn nên đưa vào trong auto của VinFast để các bạn cho người ta check như đĩa thắng hay là check lại máy móc cũng như là những cái khung gầm để cho nó đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển và sử dụng xe. Rồi, đó, về giá xe, về giá thành xe thì đầu tiên là hiện tại mình biết á, thì giá xe chưa kèm pin đó chính là 56.350.000 đồng. Nhưng mà đương nhiên là đối với cái giá này thì mình cá nhân thấy vẫn còn hơi cao, vẫn còn hơi cao so với mặt bằng chung. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải lo lắng đâu. Tại vì theo mình để ý á, thì từ thời mà mình review chiếc Felix hay là chiếc Theon á, thì chắc chắn là sau này sẽ có một cái chương trình giảm giá nào đấy, hoặc là các bạn sẽ có những cái voucher từ ví dụ như Vinhome, đúng không? Các bạn có thể mua lại từ những người mua Vinhome mà họ không có nhu cầu mua, các bạn có thể mua lại và các bạn có thể giảm được chiếc giá thành của chiếc xe. Nếu mà chiếc xe này dao động khoảng tầm từ 40-45 triệu thì mình nghĩ á, nó sẽ là một cái giá thành rất là hợp lý, là một cái điều rất là ngon ha, một lựa chọn rất là tốt so đối với những cái bạn trẻ thích những một chiếc xe sang trọng và thích một cái chiếc xe điện mới lạ, thấy không? Tạo cảm giác rất là thoải mái, rất là lanh, rất là mượt khi mà chạy trong thành phố cũng như là khi các bạn muốn chạy nhanh một chút xíu. Rồi, tổng kết lại thì mình cảm giác là sau một năm mình review qua chiếc VinFast Felix cũng như là chiếc VinFast Theon, thì chiếc VinFast Vento này ra đời đã đem được những cái điểm tốt của chiếc Felix cũng như là chiếc Theon gộp lại và đem vào trong mình. Đầu tiên là nó sẽ mang cái trọng lượng cũng như là cái khả năng điều khiển dễ dàng của chiếc Felix, và nó cũng mang công nghệ như là pin lithium ion hay là những cái công nghệ máy hay là những cái công nghệ điều khiển rồi GPS của chiếc Theon các bạn ha. Và giá thành của nó lại chênh xuống một chút xíu, hợp lý hơn giữa cả hai chiếc Felix và chiếc Theon, tạo nên một chiếc xe hoàn hảo hơn. Ngoài ra thì thiết kế của nó cũng bắt đầu sang trọng hơn, cũng có góc cạnh hơn, nó ít gọi là hiện đại và robotic như là chiếc Theon các bạn ha. Mặc dù là đôi khi vẫn có những người thích cái cảm giác robotic của chiếc Theon, nhưng đương nhiên là cái chiếc Vento này nó vẫn có những cái đặc điểm gọi là lịch sự sang trọng hơn, và nó cho bạn một cái lựa chọn mới để các bạn có thể nếu các bạn thích những cái chiếc kiểu như thế này hay là những bạn đang cân nhắc mua một chiếc Vespa thì các bạn hoàn toàn có thể xem qua chiếc Vento này. Và như mình nói đó, thì nếu như mà các bạn kiếm được những cái voucher giảm giá và chiếc xe này nó có giá dao động khoảng tầm từ 40 đến dưới 50 triệu thì mình nghĩ nó sẽ là một cái điều rất là hợp lý và rất là đáng để trải nghiệm ha. Và mình vận hành, mình chạy nó theo như một cái chiếc xe của mình trong vòng 2 ngày và mình thấy gần như là không có cái điểm gì mà mình phải chê cả.
mình thắng cũng rất là thoải mái, mình chạy chiếc xe này cực kỳ an toàn các bạn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cho nên các bạn mình thấy là chiếc Vento này cực kỳ đáng trải nghiệm. Cho nên nếu có thể thì các bạn nên trải nghiệm thử chiếc VinFast Vento, mình nghĩ nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Thì các bạn còn câu hỏi hay là thắc mắc gì về chiếc VinFast Vento thì các bạn cứ comment ở bên dưới, hoặc là các bạn qua cái bài post của bên forum vz.vn và comment bên đó thì mình cũng sẽ trả lời cho các bạn ha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.